Xin chào cô và các bạn, em xin thuyết trình tiếp phần thuyết trình của nhóm 13. Các hoạt động chính của đại lý tàu biển là làm mọi thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho tàu rời cảng, thu xếp tàu ra dắt, hoa tiêu, dẫn tàu, bố trí tàu bến, nơi neo đậu để thực hiện, thu xếp và điều chỉnh các công tác thương vụ hàng hóa như là xếp dỡ, giao nhận, chuyển chở hàng hóa, thu gom, chia lẻ hàng hóa, kiểm tra, giám sát cân đo lường, thu xếp việc gửi hàng hóa vào kho, bảo quản hàng hóa. Em xin cảm ơn cô và các bạn đã nghe ạ.